Chụp ngược sáng đúng cách luôn tạo ra những vẻ đẹp, sự lôi cuốn cho người xem. Tuy nhiên trong nhiếp ảnh, chụp ảnh ngược sáng là một kỹ thuật nhiếp ảnh nâng cao. Vì vậy, chụp ảnh ngược sáng đòi hỏi người chụp ảnh cần phải có những kỹ năng và hiểu biết nhất. Định về nhiếp ảnh, thầy Cường Họa sĩ dạy nhiếp ảnh sẽ chia sẻ tí cho các bạn nhé. Chụp ảnh ngược sáng là ánh sáng đi từ phía sau của chủ thể, hướng của ánh sáng và hướng của ống kính máy ảnh sẽ ngược nhau. Vì vậy Chủ thể khi hướng về phía, ống kính sẽ bị tối đi một chút theo cách tự nhiên. Điều này vô tình sẽ tạo ra sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng đèn tối, tạo sự tương phản mạnh giữa các yếu tố trong bức ảnh và làm nổi bật lên chủ thể. Tùy thuộc vào kỹ năng và sự sáng tạo, gu thẩm mỹ của người chụp mà bức ảnh ngược sáng tạo ra sẽ đẹp mắt. Ấn tượng ở những góc độ khác nhau, sử dụng tấm hắt sáng. Việc sử dụng tấm hắt sáng nhằm mục đích để đổ bóng và hạn chế tối cho mặt của chủ thể. Vì như chúng ta đã nói ở trên, việc chụp ảnh ngược sáng dễ khiến chủ thể có thể bị tối hoặc bị đổ bóng ở những vùng chi tiết chẳng hạn như vùng mắt, mũi, vi vi. Vậy giải pháp cho vấn đề này chính là sử dụng những tấm hắt sáng giúp phản chiếu ánh sáng gián tiếp lên các bộ phận, phần trên cơ thể, chi tiết của chủ thể mà bạn muốn bù sáng. Bạn có thể dùng đèn thay cho tấm hắt sáng nhưng cần chính một cách hợp lý cùng góc, chiếu sáng phù hợp. Chúc các bạn thực tập thành công thầy cường họa sĩ dạy nhiếp ảnh xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo